Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm một sợi dây treo trang trí như thế này nhé. Bây giờ chúng ta cùng làm thôi. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm một sợi dây trang trí đơn giản nhé. Nguyên liệu của mình cần có đó là bút chì, kéo, compa. Dây treo thì mình sử dụng là dây kim tuyến màu bạc như này nhé. Thì mọi người có thể dùng các cái màu sắc khác mọi người thích. Ở đây thì mình dùng màu bạc cho nó xinh ấy, nó nhìn nó sáng sáng ấy. Mọi người chuẩn bị cho mình nêm keo dán này, mình dùng keo nến nhá. Mọi người thì thích dùng keo gì thì dùng. Tại vì là mình sẽ sử dụng cái bìa màu như này mình làm này. Thì cái phần bìa màu này rất là dễ dính, mọi người dùng keo gì cũng dính nhá. Keo dán giấy này, băng dính hai mặt này, keo sữa đều có thể dán được hết. Ở đây mình sẽ chuẩn bị ba cái màu sắc con này nhá. Đen, cam và màu xanh để mình làm. Thì đây là cái màu sắc mình gợi ý cho mọi người nhé. Mọi người có thể làm theo mình. Hoặc là mọi người thích màu gì thì mọi người sử dụng màu đấy nhé. Bây giờ thì mình sẽ bắt tay vào làm. Mọi người gặp cho mình tờ này làm đôi. Tờ làm đôi. Tờ bám miết. Miết để mình tạo nếp ý. Rồi mình tiếp tục mình gập và mình miết. Mình vẫn là gập làm đôi nha mọi người. Rồi mình tiếp tục mình gập đôi tiếp. Và mình cũng sẽ miết. Rồi bây giờ thì mình sẽ mở hết ra, mở bung ra. Bây giờ mình gập theo cái dạng gập quạt nhé. Tức là đường lên, đường xuống, đường lên, đường xuống. Thì mình đã có cái nếp lúc nãy mình gập cái này này. Nên bây giờ mình gập thì nó cũng sẽ đơn giản hơn. Vì đã có sẵn nếp rồi. Đấy mình tiến hành mình gập theo cái đường mình đã gấp nếp ban nãy. Mình cũng gấp lên, gấp xuống như vậy nhé. Rồi mình tiếp tục mình gập. Rồi mình cũng biết tạo nếp cho nó. Sau đó thì mình sẽ gập làm đôi nhé. Mình gập làm đôi. Rồi. Bây giờ mình làm tương tự với cái phần màu cam này. Mình cũng sẽ gập như vậy nhé. Mình gập làm đôi chứ này. Mình gặp làm đôi và mình miết tạo nét. Rồi mình miết tạo nét. Sau đó mình lại tiếp tục mình gặp làm đôi. Mình lặp lại các bước y như ban nãy mình làm về cái tờ màu đen nhé. Đấy, rồi mình tiếp tục mình gặp đôi tiếp. Mình cũng miết. Rồi, sau khi làm xong thì mình cũng sẽ mở ra và mình gập lại theo dạng gập quạt. Mở hết ra này. Mình gập theo dạng gập quạt. Và mình cũng sẽ miết, tạo nếp. Mình tiếp tục mình gập cho đến hết nhé. Rồi bây giờ mình cũng sẽ gập làm đôi. Và mình miết. Xong rồi bây giờ mình sẽ dùng kéo mình cắt, mình tạo hình nhé. Đây này, nếu mà các bạn không cắt thì nó sẽ chỉ là một cái đường thẳng như này. Thì nó không được đẹp ý. Mình cắt mình tạo hình cho nó. Mình cắt mình tạo một cái đường tròn nhé. Tròn tròn một chút này. Cho nó xinh. Mọi người cũng có thể là cắt đường thẳng hoặc là cắt đường tròn giống mình. Mình chồng hai lớp lên nhau. Để khi mà mình cắt ra thì mình sẽ được cái hình nó giống nhau ấy. Cái chồng hai lớp thôi nhá. Rồi mình cắt theo. Cắt theo này.
Rồi mình sẽ bỏ những phần dư này đi. Bỏ những phần dư đi. Bây giờ mình sẽ dùng keo mình dán vào nhé. Mình dán vào. Mình dán cái hai cái lớp này vào nhau trước này. Mình áp chặt tay lại để cho keo được dính chắc. Rồi mình sẽ được một cái hình quạt rất là xinh và có dạng cánh nhé mọi người, dạng cánh hoa này đấy. Vì lụa mình cắt ấy, thì nó sẽ có dạng cánh hoa này, chứ nếu không thì nó sẽ chỉ như một cái quạt tròn bình thường thôi, nó sẽ không được đẹp. Đấy nên là mình sẽ được mình cắt như thế cho đẹp hơn. Mọi người có thể cắt thành cánh hoa nhọn cũng được nhé. Ở đây là mình đang làm cánh hoa tròn ấy, thì cắt cánh hoa nhọn cũng rất là đẹp. Mọi người có thể cắt kiểu khác. Rồi bây giờ mình tiếp tục mình dán cái mảnh này vào đi như vậy. Mình cũng dùng tay mình bóp để cho nó được chắc keo á. Rồi mình được hai cái mảnh rất là xinh này. Giờ mình sẽ cắt một chút cái dây ra để mình làm dây treo. Cái phần này nó hơi bị hỏng hỏng ấy, mình cắt bỏ đi nhá, cho nó khỏi xấu. Cắt một cái mảnh khác. Mọi người nhớ gấp làm đôi cho mình nhá, gấp làm đôi để tạo